Giáo lý chọn lọc, pháp môn quán âm kiến tạo thiên quốc cho mình. Thật tình mà nói, không có người nào là tội lỗi cả. Tội lớn nhất là tội vô minh, không hiểu đường nào mà đi, không hiểu đâu là chân lý và tìm những thứ rẻ tiền thay thế. Sư phụ nghĩ nếu xã hội này ai cũng hướng về chân lý, ai cũng ngồi thiền, dù là môn thiền gì, cũng không cần biết mình tin theo tôn giáo nào, tự nhiên xã hội sẽ đẹp đẽ thêm. Con người sẽ tự nhiên sảng khoái thêm, rồi xứ của mình sẽ thành tịnh độ quốc. Tịnh độ hay không là do tâm của mình, chứ không phải do ngoại cảnh. Mọi người có thần thông rất lớn, có thể biến một nơi dơ giấy ao tù nước động thành cung điện huy hoàng. Dùng chân tay, dùng đầu óc của mình lập kế hoạch dựng lầu, khai quang, đổ đất trồng cây. Cảnh vật sẽ đẹp đẽ ra. Hôm qua, sư phụ với mấy học trò tới làm việc tại chỗ mới mua. Chưa ai sửa soạn nên dơ giấy quá. Nhưng chỉ mất vài tiếng đồng hồ, nơi đó đẹp thêm lên. Phải chi sư phụ ở thêm vài ngày nữa thì chỗ đó sẽ đẹp hơn nhiều. Thần thông bên ngoài có thể biến cải một nơi u ám thành đẹp đẽ. Bên trong tâm hồn trí huệ mình còn có năng lực gấp trăm ngàn vạn ức lần đó nữa. Nếu mình biết tập trung lực lượng đó lại, mình làm gì cũng được. Trong kinh A Di Đà có nói rằng, khi Phật A Di Đà chưa thành Phật, có lập một lời nguyện rằng, khi nào tôi thành Phật, nước của tôi là nước tịnh độ, không có khổ đau, không có đàn bà, không có sinh tử luân hồi, ai cũng sống trong sự sung sướng. Như vậy nghĩa là thế nào? Ngài thành Phật rồi, thì trí huệ của Ngài xây dựng lên thế giới cực lạc đó, cũng như mình là ông kỹ sư hoặc ông kiến trúc sư, mình có thể kiến tạo rất nhiều tòa nhà đẹp đẽ. Trí huệ của Phật cũng vậy. Khi thành Phật rồi, mình kiến tạo rất nhiều thiên quốc hoặc niết bàn nơi cõi Phật để con cái, cha mẹ, bà con, anh em hoặc tất cả những người mình thương yêu tới ở. Mình không phải xa lìa những người mình yêu mến. Có người hỏi sư phụ rằng, đi tu phải bỏ vợ bỏ con sao? Đi tu mới là yêu thương vợ con nhất. Đi tu là để xây dựng cảnh giới vĩnh viễn đẹp đẽ, trường tồn và an lạc để bà con anh em mình có thể cùng nhau hưởng thụ. Từ trước đến nay mình vẫn nghĩ đi tu là bỏ nhà, bỏ con, bỏ vợ, bỏ hết, vĩnh viễn không gặp lại nữa. Đó là sai. Nhất nhân chứng đắc cửu huyền thăng. Thăng là ở gần gũi, sao lại ở xa xôi được? Cửu huyền thăng, mà vợ con thì khỏi nói, đem hết lên phải không? Cho nên, người nào thương vợ, thương con, thương bà con, thương anh em, đều phải tu pháp môn quán âm. Không nên nghĩ rằng tu là bắt quý vị xa bà con. Đâu phải. Điều này trái với Phật. Phật Pháp bất ly thế gian Pháp. Trì giới để được giải thoát. Giới luật của Phật là để mình bảo hộ cuộc sống của mình được bình an. Đáo bỉ ngạn là tới bờ bên kia an toàn. Một buổi sáng trước khi sư phụ đi giảng kinh, trong phòng của sư phụ có một côn trùng không biết là con gì. Thôi, không cần biết là con gì, bay qua bay lại trong phòng. Vì phòng của sư phụ có lưới nên nó không ra được. Rồi con vật đó đậu hoài trên cửa lưới không ra ngoài được. Sư phụ thấy tội nghiệp, bèn lấy một cái ly úp vô chỗ nó đậu. Lấy một tấm giấy khác phủ lên miệng ly, rồi đem đổ ra ngoài. Côn trùng nó được tự do. Lúc ở trong cái ly, con vật đó vùng vẫy dữ dội lắm. Nó chạy trốn vì nó nghi sư phụ muốn hại nó. Người ta muốn tự do, sao lại bắt bỏ vào trong ly, chết ngợp sao? Nhưng nó đâu biết ý tốt của sư phụ. Phải nhẫn nại một chút. Chỉ một chút thôi là nó được phóng sanh. Pháp lý của Phật cũng như cái ly của mình. Úp mình lại rồi đem mình phóng ra một nơi tự do hơn. Mặc dù trong thời gian bị nhốt lại, côn trùng cảm thấy gò bó, tưởng như có người ác ý muốn hại nó. Nhưng một lúc sau, nó được tự do. Ở thế giới này, có tự do nhưng là tự do giả tạm. Nhiều khi mình nói tu hành làm chi mà thấy mộ, lo ăn còn không xong, cả ngày vất vả với đời sống sinh nhai, rồi nay còn bắt trì giới, ai trì cho nổi? Nhưng nếu mình làm được,
thì sự tự do, sung sướng, khoái lạc của mình sẽ đời đời kiếp kiếp, vĩnh cửu hơn là chạy đua theo sự tự do nhất thời, ngắn ngủi. Tu hành cần có minh sư chỉ dạy mới thành đạo. Chúng ta nghe nói chúng sinh đều có Phật tánh, hoặc ít nhất con người chúng ta có Phật tánh. Vậy sao chúng ta không biết và cũng không hiểu rõ chính chúng ta là Phật tại thế? Tại sao chúng ta không thể thành Phật? Vừa rồi sư phụ giảng qua chúng ta là Phật tại thế. Nếu chúng ta tu hành thêm một chút thì chúng ta sẽ hiểu rõ. Nhưng tại sao bây giờ chúng ta vẫn chưa hiểu? Bởi vì trong củi tuy có lửa, nhưng tự củi không thể phát ra lửa, hiểu không? Cho nên, cần phải tìm một thanh củi đã có lửa, sau đó để cùng với thanh củi này, thì lửa mới bắt cháy. Hoặc hai thanh củi cọ sát vào nhau, thì cũng phát sinh ra lửa. Tu hành cũng vậy, nếu chúng ta không gặp được một vị minh sư đã thành đạo tại thế, thì chính chúng ta cũng không thể thành đạo. Cho nên, thiện trí thức rất quan trọng. Tu hành cần có thầy chỉ dạy hoặc cùng với thiện tri thức. Tu với nhau đều rất quan trọng. Tận dụng phước báo làm người, gặp minh sư để tu hành, vượt qua nghiệp chướng. Chúng ta có cả phước báo lẫn nghiệp chướng, nhưng nếu chúng ta thông minh, có thể nắm lấy thời gian hưởng thụ phước báo, tận dụng trước, lợi dụng khoảng thời gian này để tạo phước báo khác. Như vậy, phước báo của chúng ta sẽ có rất nhiều, dùng không hết. Dù chúng ta có nghiệp chướng, cũng không bị nghiệp chướng này ảnh hưởng. Cũng cùng một tình trạng, bây giờ chúng ta đã làm người rồi, chúng ta không nên lãng phí cơ hội này. Nếu như chờ nghiệp chướng của chúng ta đến, thì sẽ không kịp rồi. Bởi khi nghiệp chướng đến, có khi phải xuống địa ngục rất lâu, không ai đến cứu chúng ta được. Cho nên, bây giờ chúng ta chưa xuống địa ngục, vẫn còn làm người. Hãy giữ gìn cẩn thận, lục căn rất rõ ràng, tu hành vẫn còn kịp. Phước báo của chúng ta chưa dùng hết, nếu chúng ta lại đạt được một phước báo lớn khác, về sau, phước báo của chúng ta sẽ dùng không hết. Mặc kệ nghiệp chướng, đừng để ý đến nó. Nghiệp chướng bị phước báo che hết rồi. Cho nên, Diêm Vương rất sợ minh sư. Ngoài minh sư ra, họ không sợ bất cứ ai, bởi vì họ biết minh sư biết cách cứu người. Tất cả mọi người chỉ cần được minh sư nhìn một lần là được cứu, không còn gì liên hệ với Diêm Vương nữa. Đừng lưu luyến nhục thể này. Muốn được trường sinh bất lão thì nên tu pháp môn Quán Âm. Lẽ dĩ nhiên không phải là nhục thân trường sanh, bởi vì nhục thể này không có gì. Chúng ta còn có thân khác đẹp hơn, tự tại hơn, đáng cho chúng ta giữ gìn, đáng cho chúng ta chăm lo để được trường sinh bất lão. Nhục thể này chỉ là một lớp y phục mà thôi. Sau một thời gian phải cởi bỏ, cởi được bộ y phục này ra, chúng ta mới thật sự tự tại. Cho nên, đừng có lưu luyến nhục thể này. Thí dụ, một phạm nhân bị xiềng xích đã mấy chục năm, bị còng trên cổ mấy chục năm, đã quen rồi. Nếu như bây giờ có người nói với họ, ông được tự do rồi, có thể về, bây giờ phải tháo còng ra. Phạm nhân đó nhất định sẽ cảm thấy lạ, cứ cho rằng, mấy chục năm nay ta đã quen rồi, bây giờ tự nhiên bỏ còng ra, ta phải làm sao đây? Có lúc phạm nhân bị giam trong ngục tối đã lâu, lúc mới bước ra ngoài, gặp ánh sáng, có thể bị chói một, hai ngày. Cho nên, một phạm nhân nếu bị giam quá lâu, trước khi được thả tự do, nên để họ ở một nơi nào đó một thời gian cho họ quen với đời sống bên ngoài. Sau đó mới thả họ ra, có phải như vậy không? Bởi họ đã quen sống trong một căn phòng nhỏ, nay ra chỗ rộng rãi và quá sáng họ sẽ sợ. Sư phụ không phải nói đùa, đây là vấn đề tâm lý, không phải chuyện dễ. Cũng vậy, quý vị thọ pháp đều được khai ngộ hết. Có sư phụ là có thể khai ngộ. Vấn đề là mình quen với sự tự tại hay không. Tìm lại thiên quốc, mọi thứ đều đến với chúng ta. Chúng ta đã ở trên thiên đàng, nơi mà tất cả đều dưới quyền điều khiển của chúng ta. Bây giờ chúng ta đã lạc lối và rơi xuống thế giới vật chất này, mất đi gần hết quyền năng, nên chúng ta rất khao khát có lại nó. Nhưng vấn đề là
Chúng ta đã khát vọng và đi tìm lại quyền năng không đúng cách, nên nó hại chúng ta nhiều hơn là giúp chúng ta đạt được bất cứ quyền năng nào. Chỉ có vậy thôi. Cách để lấy lại lực lượng của chúng ta là thanh tịnh hóa chính mình, cầu thông với Thượng Đế. Chính tôi đã làm như vậy, và tôi có thể khẳng định rằng tôi đã đạt được ở một mức độ nào đó. Tôi không nói những lời rỗng tuếch mà là từ kinh nghiệm bản thân. Tôi nghĩ là quý vị nên thử. Quý vị có thể thử tìm lấy con đường cho riêng mình và có thể tìm một người mà quý vị nghĩ rằng có đủ hiểu biết, đủ kinh nghiệm chỉ dẫn cho quý vị cầu thông với lực lượng của chính mình. Một khi chúng ta đạt được lực lượng đó, chúng ta sẽ có tất cả. Cho dù chúng ta không có tất cả những thứ khác, chúng ta cũng cảm thấy mãn túc. Là như vậy đó. Không phải chúng ta có cả thế giới trong tay, nhưng chúng ta thỏa mãn với những gì chúng ta có, và chúng ta sẽ không thèm muốn những gì người láng giềng có. Chúng ta sẽ không bị ràng buộc quá nhiều vào vật chất của thế giới này, nhưng chúng ta lại có rất nhiều. Thật sự là như vậy. Thánh Kinh có nói, trước tiên, hãy tìm thiên quốc và tất cả mọi thứ khác đều đến với chúng ta. Tôi thấy câu này đúng thật, đó là sự thật. Phật là chúng sanh biết mình là Phật. Người khai ngộ nhìn tất cả chúng sanh đều là Phật. Nếu như quý vị tu hành thật sự, có một ngày sẽ hiểu được đẳng cấp này, sẽ biết rằng tất cả chúng sanh đều là Phật, đều là Bồ Tát. Không có Phật là không có chúng sanh. Không có chúng sanh thì không có Phật. Phật chính là chúng sanh chính là Phật. Ngoài điều đó ra, không biết nói thế nào. Bởi vì chúng sanh còn chưa hiểu được họ là Phật, cho nên Phật Bồ Tát phải hóa thân đến dạy, từ từ dạy họ, dẫn dắt họ, cho đến khi nào họ biết được chính họ là Phật. Chúng ta vốn đã là Phật rồi. Nếu biết được, liền thành Phật. Còn không thì vẫn là phàm phu. Giữa Phật và phàm phu chỉ khác biệt ở chỗ biết được hay không biết được. Phật là chúng sanh biết được mình là Phật. Chúng sanh là Phật không biết được điều này. Khác nhau ở chỗ đó. Lấy tình thương xóa bỏ hận thù. Bất cứ ai muốn thành công trên cõi đời này, dù là trong lĩnh vực tôn giáo hay chính trị xã hội, đều có thiên định mà thôi. Đều phải có đức hạnh, đều phải có sự đồng ý của tạo hóa mới được. Quý vị đừng nghĩ rằng những người làm ác là không có sự đồng ý của tạo hóa. Cũng có sự đồng ý của tạo hóa. Bởi sao? Bởi vì những nạn nhân bị họ sát hại hoặc làm những điều không lành trước kia đã có làm những việc không tốt. Cho nên, luật nhân quả đồng ý cho những người làm ác đó báo thù hoặc làm mãn ý họ theo quan niệm của họ. Đó là một sự lựa chọn mà thôi. Nhưng còn một sự lựa chọn cao cả hơn là mình tha thứ, mình không báo thù nữa. Thí dụ như những con vật bị giết trong cõi đời này cũng là những nạn nhân, đồng thời cũng là những hung thủ trước kia. Bây giờ những con vật đó phải trả cái quả đó và phải chịu nhồi da xẻ thịt để rửa sạch những nghiệp chướng khi xưa. Nếu mình không trừng phạt những con vật đó mà lấy lòng thương phổ độ chúng, thì sự tiến hóa của chúng sẽ nhanh hơn, sẽ sung sướng hơn, sẽ thoải mái hơn và không có sự đau khổ. Cũng như những kẻ thù của mình cũng vậy. Nếu như mình lấy tình thương đối đãi với người ta, thì người ta khỏi phải trả cái quả báo cho mình. Là điều thứ nhất. Thứ hai, trong cuộc sống người ta thăng hoa thêm, linh hồn của họ còn tiến đến bờ giác ngộ nữa. Như vậy, có hai sự trả thù trên cõi đời này mà mình có thể lựa. Sự trả thù bằng cách lấy ân báo oán, lấy oán báo oán. Còn một sự trả thù cao hơn nữa, vĩnh viễn hơn. Trả thù một lần thì người đó tiêu luôn, không còn trở về báo thù báo hận nữa. Không còn bao giờ trở thành người thù của mình nữa, mà vĩnh viễn trở thành một người bạn. Đó là dùng tình thương của Phật trời để cứu họ. Dùng pháp Quán Âm, tức là tận dụng tình thương bao la của trời đất để cứu độ tất cả những người, dù tội lỗi hay hiền lương. Chỉ dùng một thứ thuốc mà chữa tất cả mọi thứ bệnh. Còn như mình trả thù, thì mình chỉ dùng một thứ thuốc
chữa một bệnh mà thôi. Học Phật phải tin nhân quả. Mình học Phật thì mình phải tin có nhân có quả. Nhiều khi oán hận người khác cũng không phải là một phương pháp tốt. Mình phải sửa chính mình và dùng thần lực của mình, công lực của mình để nhất nhân chứng đắc cửu huyền thăng, phải không? Một người đã khai ngộ đắc đạo thì cửu huyền thất tổ đều được siêu thoát. Người Âu Lạc nào có lòng ái quốc, sư phụ đề nghị dùng phương cách tu hành là một cách tốt nhất để báo đáp tứ trọng ân. Ơn quốc gia, ơn cha mẹ, ơn thầy bạn và vợ chồng. Nếu dùng bạo lực thì cũng anh em bà con mình chứ ai đâu. Đánh tới đánh lui, chết hết mấy người con trai đẹp, còn lại mấy ông bà già thôi. Đánh cho con cháu mình chết hết chứ có ai đâu. Sư phụ thấy tất cả những phương pháp khác đều vô ích, ngoại trừ mình phải tu hành. Tu hành rồi mình dùng công đức của mình hóa giải cho anh em bà con, cha mẹ của mình. Nếu tất cả những người Âu Lạc đều tu, một người cứu được cửu huyền thất tổ. Mình không cải thiện được thế giới thì mình cải thiện mình. Mình dùng công đức đó hồi hướng cho mọi người như vậy là tốt đẹp. Chứ đứng đó cãi tới cãi lui thế nào cũng đánh nhau. Chiến tranh vì vậy mà có dài dài. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng qua bao thăng trầm của lịch sử, qua bao sự hưng vong của đất nước, mình thấy chiến tranh không phải là cách giải quyết tốt đẹp. Chỉ có lòng bác ái, những sức mạnh thiêng liêng do sự tu hành chân chính của mình mà có mới giải quyết nhiều vấn đề một cách êm đẹp mà thôi. Phật chỉ độ người có duyên. Tu hành pháp thiệt, mình mới có thể tiến bộ thiệt, mới khai ngộ thiệt, mới khai ngộ một cách hoàn toàn. Còn tu những pháp khác, nhiều khi cũng có khai ngộ, nhưng khai ngộ chút đỉnh thôi, khai ngộ không viên mãn, không trọn vẹn, thành ra cách nhìn cũng không thông suốt. Nếu tất cả các pháp đều hay, đều giỏi, thì Phật Thích Ca đã không xưng tán Pháp Quán Âm. Nhưng tại sao nhiều người nói rằng những người tu hành không biết Pháp Quán Âm? Tại vì họ không biết được, số họ không được biết. Những viên kim cương, những viên ngọc quý đâu có bày biện ở ngoài chợ cho ai cũng thấy được đâu. Chỉ người nào có đủ tiền bạc, đủ phong độ đeo những hộp ngọc đó, người ta mới tìm thấy để mua chứ. Quý vị có hiểu không? Thí dụ, ở trên đời này, mình nói chuyện kim cương thôi, đâu phải người nào cũng đeo cả bụm đâu. Đâu phải mình đi ra ngoài thấy bà nào cũng đeo kim cương đâu. Mặc dù phụ nữ thường rất thích kim cương, nhưng đâu phải người nào cũng đeo thứ thiệt đâu. Nhiều khi họ đeo kim cương giả. Kim cương giả dễ mua, rẻ tiền, rủi có bị ăn cắp cũng không sao. Còn kim cương thiệt, thứ đẹp, thứ hoàn mỹ rất mắc tiền. Những người giàu có mới mua được, đâu có lọt tới những người nghèo ở dưới kia. Cũng vậy, đâu phải người nào cũng biết pháp môn quý báu, pháp môn kim cương của Phật đâu. Nếu vậy thì dễ quá, chùa nào cũng thành Phật rồi, cần gì phải tụng kinh gõ mõ hoài. Nước Ấn Độ đã thành Phật lâu rồi. Nếu pháp môn Quán Âm dễ dàng tìm hiểu như vậy, thì ít ra nước Ấn Độ đã thành Phật rồi, hiểu không? Pháp môn Quán Âm nhận biết mình là Phật. Quý vị là những vị Phật sống, những vị Phật tương lai, mặc dù quý vị hiện nay đã là Phật. Nhưng nói Phật tương lai bởi vì có nhiều vị chưa biết mình là Phật. Sư phụ đã nói qua trong rất nhiều buổi thuyết giảng khác là tất cả mọi người đều bình đẳng như Đức Phật Thích Ca, đều bình đẳng như sư phụ. Nhưng vì mình mãi bận rộn trong việc sinh nhai, trong những tri thức của trần gian, trong cách suy nghĩ, cách làm việc của thế tục, cho nên mình quên mất sự vĩ đại của chính mình. Pháp môn Quán Âm không có gì khác hơn là dùng sức lực nhiệm màu của mười phương chư Phật để làm cho quý vị trong một phút giây nhận thức được trí huệ vô cùng sáng suốt mà đời đời sẵn có trong chúng ta. Tâm ấn âm dương hòa hợp, đốn ngộ thành Phật. Thân người rất quý báu vì chúng ta có ánh sáng, bên trong có lực lượng Phật. Thượng đế hoặc là ái lực hoặc là đạo bên trong. Nhưng nếu thân người và lực lượng này bị tách rời thì không thể tạo thành gì cả. Cho nên phải kết hợp lại. Đạo gia gọi là âm dương hòa hợp là nghĩa đó. Chúng ta bây giờ ở nơi âm. Âm tức là đen tối.
Không có lực lượng, không có ái lực, không có từ bi, không có khai ngộ, không có trí huệ. Còn dương tức là ái lực đó. Chúng ta âm và dương đều có rồi, nhưng nếu chúng ta không hòa hợp lại thì vĩnh viễn là âm. Còn nếu âm và dương hòa hợp lại được, chúng ta thành đạo rất dễ. Bởi vì truyền tâm ấn tức là đốn ngộ, lập tức khai ngộ. Bởi vì âm dương này hợp lại rất nhanh. Khi kết hợp lại là chúng ta khai ngộ. Chúng ta thấy Phật, thấy được phẩm chất của Phật, thấy được bản tính cao quý của mình, thấy được địa vị nguyên thủy của mình. Địa vị nguyên thủy của chúng ta tức là địa vị Phật Bồ Tát. Cho nên, khi được truyền tâm ấn là có thể thấy liền, có thể cầu thông liền. Đó là chuyện rất dễ dàng. Khi thấy ánh sáng này, thấy được bản lai diện mục nguyên bản của mình, tức là thành Phật. Trích lời của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các quyển sách Khai Thị.